Tin giáo xứ Hảo Đức. Giáo xứ Hảo Đức bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018, Cộng đoàn Giáo xứ Hảo Đức cùng quây quần trong ngôi thánh đường thân yêu để bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Trước giờ dâng hoa, Cộng đoàn dâng những lời kinh mân côi lên Mẹ và cất cao bài hát ca ngợi Mẹ Maria. Sau đó, Cộng đoàn dâng lên Mẹ những nén hương nghi ngút lời nguyện cầu, dâng lên Mẹ những ngọn nến lung linh chan chứa lửa tin yêu, dâng lên Mẹ sắc hoa đầy rực rỡ. Với hơn 70 người từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ, đại diện cho Cộng đoàn Giáo xứ dâng hoa kính Mẹ. Nguyện xin Mẹ Maria thương đón nhận những tâm tình mà Cộng đoàn Giáo xứ Hảo Đức gói trọn qua những bài tiếng hoa. Xin Mẹ luôn ban ơn và dẫn dắt Cộng đoàn Giáo xứ Hảo Đức trên đường lữ thứ trần gian.